Vụ bé trai 3 tuổi tử vong ở cầu trượt, phụ huynh trường mầm non Phù Lỗ nói gì? Ngày 28 tháng 11, 3 ngày sau khi xảy ra vụ việc bé 3 tuổi tử vong khi chơi cầu trượt ở trường mầm non Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, nhiều phụ huynh có con theo học tại đây cho biết không nhận được bất kỳ thông báo nào của nhà trường về sự cố này. Liên quan đến vụ việc cháu bé 3 tuổi thuộc lớp nhà trẻ D2 tử vong ở cầu trượt trong khuôn viên trường, chiều 28 tháng 11, phóng viên đã có mặt tại trường mầm non Phù Lỗ xóm Thượng, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội để ghi nhận tình hình. Mặc dù gần 16 giờ trường mới bắt đầu trả trẻ, nhưng một số phụ huynh đã đến từ sớm và đứng chờ ở cổng để đón. Chị ntz ở xóm Tây Đoài, thôn Đoài, có con đang theo học lớp 2 tuổi ở trường Phú Lỗ cho biết, đến nay chị chưa nhận được thông tin về tai nạn thương tâm của bé trai 3 tuổi từ phía nhà trường. Chị Dê cho biết, tôi nghe người dân dỉ tai nói với nhau như vậy thôi. Lúc đó cũng chỉ có cô giáo dạy lớp đó và lãnh đạo trường biết, chứ khi tôi hỏi nhiều giáo viên cùng trường cũng có biết đâu Vị phụ huynh này cho hay Sau khi nghe vụ việc Thì chị và gia đình cũng rất lo lắng Khi đưa con đến trường Chị dê bày tỏ Lo thì lo nhưng chẳng lẽ bắt con ở nhà Nhiều phụ huynh thông tin Bình thường trường luôn đóng cổng Và hết giờ phụ huynh có thể đón con Tuy nhiên khi trẻ bị ốm Thì nhà trường sẽ thông báo cho bố mẹ Và có thể đón con vào giữa buổi Đây cũng là lần đầu tiên trường xảy ra sự cố này có con đang theo học tại lớp nhà trẻ D2 cùng lớp với bé trai qua đời, chị NTTH cho hay, cả gia đình rất lo lắng nhưng cũng phải chấp nhận chứ không thể cho con nghỉ học được. Chị cho biết, tôi không nghĩ đến chuyện chuyển trường cho con, theo tôi đây là một sự cố chứ không ai mong muốn cả. Các cô giáo cũng khó để quản lý lớp khi các bé hiếu động và nghịch ngợm. Vị phụ huynh này cho biết, lớp nhà trẻ D2 gồm các bé từ 24 đến 36 tháng tuổi, sĩ số lớp khoảng 16-17 bé và có ba giáo viên đứng lớp. Theo ông Lê Hồng Văn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, ngay sau khi xảy ra vụ việc, chiều 25 tháng 11, Công an huyện Sóc Sơn đã trực tiếp làm việc với ba cô giáo đứng lớp nhà trẻ D2. Ông Văn cũng thông tin thêm, trong các giáo viên này có hai cô là người địa phương, cả ba cô giáo trên đều là những người công tác trong ngành giáo dục đã lâu năm, có nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, không phải giáo viên trẻ. Chị Tê ở xóm Tây Đoài, thôn Đoài, có con 4 tuổi, đang học tại trường mầm non này cho hay đã biết thông tin từ ngay hôm xảy ra vụ việc nhưng là do gia đình cháu bé ở gần nhà chị. Ban giám hiệu nhà trường cũng không thông báo cho phụ huynh về vụ việc. Đến sáng nay 28 tháng 11, chị mới thấy thông tin rộ trên các báo chí. Chị Thảo cho biết, gửi con ở lớp tôi thấy cũng được các cô rất quan tâm, để ý cháu, nên đây chỉ là sự cố hy hữu. Không có mặt ở lớp trong thời điểm xảy ra sự việc, nên cũng rất khó để quy lỗi cho ai. Tất nhiên các cô giáo đứng lớp cũng phải chịu trách nhiệm vì khi phụ huynh gửi con đến đây, cô giáo là người thay mặt gia đình chăm sóc cho các cháu. Vị phụ huynh này cho biết đã cho con theo học từ năm 2 tuổi, đến nay bé đã 4 tuổi, nhưng chưa từng thấy sự cố nào tương tự trước đây. Chiều 28 tháng 11, phóng viên đã có mặt tại trường mầm non Phủ Lỗ để liên hệ làm việc với các lãnh đạo của trường này. Tuy nhiên, đến cuối buổi chiều, cả ba lãnh đạo trường, gồm một hiệu trưởng và hai hiệu phó, đều không có mặt tại nơi làm việc. Trước đó vào khoảng 8 giờ 45 phút ngày 25 tháng 11, trong giờ hoạt động ngoài trời của lớp nhà trẻ D2, trường mầm non Phủ Lỗ, bé DT, sinh năm 2017, cùng các bạn tham gia trò chơi nhà leo nằm ngang kết hợp cầu trượt đã xảy ra tai nạn. Cụ thể, khi cháu T chui người vào đường ống hình vuông thì tuột chân vào người qua một ô thoáng hình chữ nhật ra bên ngoài. Do ô thoáng hẹp nên phần đầu của cháu T bị mắc lại. Do vị trí bị chẹt người ở trên cao nên chân cháu không chạm đất và người ở tư thế treo, nên ngất xỉu. Ngay sau khi phát hiện sự việc, các cô giáo lập tức chạy đến đỡ và đưa cháu T vào phòng y tế của trường để sơ cứu và chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Tuy nhiên, 22 giờ cùng ngày, cháu T tử vong. Trường mầm non Phủ Lỗ ở xóm Thượng, xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, được thành lập từ năm 2008. Hiện nay, hiệu trưởng của trường là bà Đỗ Thị Thu Hương, hai hiệu phó, 56 giáo viên và 21 nhân viên. Tổng số trẻ toàn trường là 780 cháu và 20 nhóm lớp. Trong đó, nhóm trẻ từ 24 đến 36 tháng tuổi có 3 nhóm với tổng số là 79 cháu. Mẫu giáo bé có 5 lớp, 184 cháu, mẫu giáo nhỡ có 6 lớp, 249 cháu, mẫu giáo lớn có 6 lớp